Xin chào các anh em đã đến với kênh YouTube của Bro Studio. Ăn hành liên tục trong game FIFA Online 4 do đá bằng bàn phím không quen. Nếu như bạn đang chơi game FIFA Online 4 mà quan tâm đến vấn đề tay cầm, thì qua video clip này mình sẽ thử và so sánh ba mẫu tay cầm đang hot trên thị trường hiện nay để chơi game FIFA Online 4. Đó là tay Xbox 360 có dây, tay DualShock 4 của PlayStation 4 và tay Xbox One S. Tay đầu tiên mình thử đó là tay Xbox 360 có dây. Tay này có mặt trên thị trường cũng rất lâu rồi, nhưng do tính tối ưu và đồng bộ cho việc chơi game trên Windows và mức giá rẻ thì tay Xbox 360 vẫn rất hot. Cách kết nối đơn giản, mình chỉ cần cắm dây USB vào máy tính và đèn trên tay cầm nó chuyển thành màu xanh lá là nó đã tự nhận với Windows. Tay này mua rất dễ nhưng là khả năng dính hàng fake rất là cao. Các bạn mua thì đừng ham rẻ mà dính hàng phát. Mức giá cho một tay Line New hiện nay nó rơi vào tầm khoảng 500-600k. Một mức giá rất rẻ và dễ mua cho đại đa số game thủ. Cảm giác bấm nút với cầm nắm thì tay Xbox 360 không có gì để bàn. Tay còn không phải thay pin hay là sạc pin gì cả do dùng nguồn trực tiếp từ USB. Tuy nhiên việc có dây ở năm 2018 hiện nay cũng là một nhược điểm kha khá so với các loại tay cầm không dây khác. Việc đánh giá tay cầm Xbox 360 có dây, mình chỉ gói gọn trong 3 từ đó là ngon, bổ và rẻ để khi bàn về tay cầm này. Tiếp đến mình sẽ thử đó là tay Xbox One S. Tay này thì rất mới và nó mới có mặt trên thị trường hiện nay. Tay này sử dụng pin tiểu AA và thời gian pin của nó rất là lâu. Nó có hai cách kết nối. Một là mình kết nối bằng dây cắm trực tiếp vào cổng USB của máy tính. Khi đèn Xbox trên tay cầm sáng đứng thì tay nó sẽ tự nhận. Ngoài ra tay nó còn có thể kết nối không dây với PC qua kết nối Bluetooth. Đầu tiên là máy tính mình phải có Bluetooth. Sau đó mình sẽ kết nối bằng cách mình ấn cái nút kết nối thì cái đèn nó sẽ sáng nhấp nháy liên tục. Sau đó mình vào Bluetooth trên PC thì nó sẽ kết nối đây và nó sẽ nhận tay cầm. Như vậy là mình vào chơi được rồi, mình không cần phải cài đặt gì cả. Lần tiếp theo thì nó sẽ nhớ kết nối luôn và chỉ cần bấm nút Xbox, đèn nó sáng là mình vào chơi thôi. Tay Xbox One S cho cảm giác cầm rất đã. Nó vừa tay hoàn toàn với độ đầm, nói chung là tay này gần như là tối ưu nhất rồi. Bạn vào trong setting tay cầm của game FIFA Online 4 thì nó lấy cái hình của cái tay này nó để chỉnh trong đó luôn. Với mức giá cao tầm 1.3 triệu đến 1.5 triệu cho tay mới và yêu cầu kết nối Bluetooth thì tay Xbox One S nó sẽ ở một phân khúc cao cấp hơn so với tay Xbox 360 có dây. Tay này thì mình mua thoải mái, do nó không có hàng linh tinh giống như là tay Xbox 360 nên là không phải lo lắng. Và để nhận định về tay Xbox One S thì nó sẽ là đắt sắt ra miếng. Bạn sẽ không hề hối hận về mức giá 1 triệu mấy mà mình bỏ ra để mua cái tay cầm này về chơi đâu.
Tiếp đến mình sẽ thử đó là tay DualShock 4 của PlayStation 4. Tay PS4 thì nó có tới 3 đời, đời 1000, đời 1002. Mà tay trong video này đó chính là model cho PS4 Slim và PS4 Pro. Nó sẽ có một dải đèn ở mặt trước. Trước mình phải cài app DS4 để cài driver như ở Windows 10. Thì mình vừa thử thì tay PS4 này nó nhận trực tiếp luôn, không phải làm gì hết. Nếu máy tính mình không có Bluetooth thì mình kết nối tay PS4 bằng cách cắm USB trực tiếp vào thì nó sẽ nhận luôn, không cần phải cài driver gì hết. Cách thứ hai là mình kết nối không dây thông qua Bluetooth. Thì máy tính PC của mình cũng cần phải có Bluetooth để thực hiện kết nối này. Mình sẽ thực hiện bằng cách bấm cùng lúc nút PS và nút share cho đến khi cái đèn trên tay nó chớp liên tục giống như thế này. Thì mình sẽ vào phần Bluetooth, add cái tay cầm vào là nó sẽ nhận chơi được luôn. Lần tiếp theo thì mình chỉ cần ấn nút PS để bật lên, nó hiện đèn là mình vào chơi thôi. Tay PS4 mang lại cảm giác cầm nắm quen thuộc. Và với những game thủ hay chơi PlayStation như mình thì cảm giác và thói quen là một điểm rất quan trọng. Với tay PS4 thì việc mua rất dễ dàng do cộng đồng PlayStation ở Việt Nam rất lớn, nên bạn sẽ dễ dàng kiếm được. Và mua tay kể cả tay Lineal, mức giá sẽ rơi vào tầm khoảng từ 800 đến 900k cho tay Lineal. Tay mới nguyên hộp luôn thì nó sẽ khoảng 1 triệu tới 1.350.000. Nó tùy vào màu sắc. Hiển thị nút trên tay PS4 thì nó khác với những chỉ dẫn của game FIFA Online 4 ABSI, thì nó sẽ là tam giác vuông tròn với X. Để đánh giá về tay PS4 thì đó sẽ là trăm hay không bằng tay quen, dễ mua và giá cũng khá rẻ, thì tay PS4 cũng sẽ là một lựa chọn đáng tiền. Hiện mình đang chơi FIFA Online 4 song song cả hai tay PS4 và Xbox One S, do mình có hai PC. Trong ba tay cầm Xbox 360 có dây, tay Xbox One S và tay PS4, nó đều là những sản phẩm ngon, ổn và phù hợp nhất cho việc chơi game FIFA Online 4 hiện nay. Việc lựa chọn để mua tay nào thì anh em cứ căn cứ vào thói quen chơi game và mức tiền bỏ ra là mua được thôi. Cả ba loại tay cầm trên đều đang bán tại proshop.vn. Anh em muốn mua thì cứ click vào link ở bên dưới video này. Chúc anh em sớm đạt được Huyền Thoại 3 và Khui Ra Rô Béo nhé. Xin cảm ơn.